trái cây lạ giúp nông dân Việt đổi đời. Đầu tiên là bí ngô khổng lồ. Đây là loại bí ngô được ông Lê Hữu Phan ở Đà Lạt nhập giống ở nước ngoài về trồng trên mảnh đất nhà mình với diện tích 150m2. Bí ngô của ông Phan sinh trưởng tốt và khoảng 6 tháng cho thu hoạch và trọng lượng trái lớn nhất là 80 cân. Hiện tại trong vườn có hai giống bí ngô màu vàng và màu trắng. Sản phẩm này hiện rất đắt hàng, phần lớn được mua về để trưng bày. Ông Phan không bán theo cân mà định giá từng trái từ 3 tới 4 triệu. Người mua và người bán sẽ thỏa thuận để thống nhất mức giá giao dịch. Trên diện tích 150m2, mỗi đợt ông Phan thu được từ 10 tới 15 trái. Thứ hai, bí đao khổng lồ. Cũng có trọng lượng lên tới vài chục cân tại thôn Tránh Trạch 1 và Tránh Trạch 2 ở xã Mỹ Thọ, huyện Phú Mỹ, Bình Định. Trái bí đao khủng đang là sản phẩm hiếm nơi nào có được. Ông Nguyễn Đình Giáo ở thôn Tránh Trạch 1 cho biết nhà nào trồng giống bí này đều có hình dạng to lớn khác thường. Vườn nhà ông có 100 trái, trái nặng nhất lên tới 50 cân. Theo người trồng bí đao, kích thước những loại nông sản đặc biệt này có được nhờ vùng đất có thổ nhưỡng kỳ lạ. Tại đây, ba bề núi bao bọc hướng mặt ra biển, bên dưới mặt đất sở hữu mạch nước ngầm tốt, thông thường giá bán dao động từ 4.000 đồng tới 6.000 đồng một cân. Ngoài bán cả trái, người nông dân còn có thể bán nước bí, nước được lấy từ thân cây bí sau khi thu hoạch. Có cây thu được 1 tới 2 lít, mỗi lít bán ra với giá 40.000 đồng. Theo người dân, nước bí dùng để thanh nhiệt, giải độc và trị các bệnh thông thường như lang ben, hắc lào, và có thể để từ năm này qua năm khác mà không sợ bị hỏng. Theo ông Võ Ngọc Bình, thôn Tránh Trạch 1, nghề trồng bí đao khổng lồ tốn rất nhiều công sức, đòi hỏi người nông dân phải tỉ mỉ trong từng công đoạn và làm đúng theo quy trình. Nhiều năm trở lại đây, người trồng bí khổng lồ đang có chút phấn khởi khi nhiều người thu mua từ thành phố Hồ Chí Minh, Long An tìm về tận nơi để mua bí triển lãm với giá cao. Thứ ba là cà chua đen. Giống cà chua đen du nhập về Đà Lạt, Lâm Đồng từ nửa đầu năm 2014 và được nhiều thực khách cũng như người trồng đón nhận. Là người thử nghiệm đầu tiên, chị Phan Thị Thanh Thủy ở thôn Cờ Long Xê, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng cho biết khi mới trồng, có thời điểm sản phẩm không đủ cung cấp cho thị trường. Tuy hiện có nhiều nhà vườn trồng nên lượng cung không còn khan hiếm như trước. Chị Thủy cũng cho biết để cây phát triển tốt, hạt sau khi mua về được ươm trên giá thể sơ dừa trong từng túi nhỏ. Khi chiều cao của cây cà chua đen được khoảng 10cm thì cắt thân ghép vào gốc của giống cà chua đỏ, tỷ lệ cây sống khá cao. Cũng như cà chua đỏ, cà chua đen trồng sau 3 tháng thì bắt đầu cho quả và có thể thu hoạch trong vòng 3-4 tháng, sản lượng trung bình 5-7 cân mỗi gốc. Thời kỳ đầu khi sản phẩm lên cơn sốt, giá tới tay người tiêu dùng có lúc lên tới 200.000 đồng một cân, nhưng nay đã hạ nhiệt chỉ còn vài chục nghìn đồng một cân. Cũng theo người trồng, loại cây này không dễ phát triển do hay bị nấm bệnh, tuy nhiên nhờ yếu tố thời tiết của vùng Đức Trọng đơn dương thích hợp với cây cà chua hơn Đà Lạt. Đây cũng là hai vùng chuyên canh cà chua nên các nhà vườn có kinh nghiệm hơn trong canh tác. Thứ tư là dưa hấu Nam Mỹ. Dưa hấu Nam Mỹ hay còn gọi là dưa pepino đang được người tiêu dùng ưa thích bởi hình dáng và mùi vị của trái. Giống dưa này cũng được người trồng ở Đà Lạt nhập về từ nước ngoài, trọng lượng khoảng 200-300g một trái. Dưa pepino trái hình oval, khi còn non nhìn rất giống trái cà chua và có thể cắt thành lát trộn salad ăn kèm với thịt và cá. Khi chín, dưa có màu vàng kem, sọc tím, ruột mềm, có vị ngọt và thơm như dưa lê và dưa lưới. Loại này giàu chất xơ và chất chống oxy hóa. Anh Nguyễn Định, người đầu tiên đưa giống cây này về cho biết loại dưa này được anh trồng trong nhà kính theo phương pháp công nghệ cao. Dưa được trồng trên luống cao 20cm, rộng 1,5m và mỗi luống 2 hàng. Vườn được trang bị hệ thống tưới nhỏ giọt cắm vào từng gốc dưa và phun sương khi trời nóng. 4-5 tháng thì cây bắt đầu cho thu hoạch, trái nặng trung bình 200-300g, cho mùi thơm đặc trưng và vị mát. Hiện mỗi ngày anh thu hoạch được 30-40 cân. Bán giá sỉ 60.000 đồng một cân và 80.000 đồng một cân bán lẻ. Sản phẩm ra tới đâu hết đến đó, chủ yếu được tiêu thụ ở thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Anh cũng cho biết thêm, loại này nếu biết cách chăm sóc có thể cho thu hoạch liên tục trong vòng 2-3 năm. Cây cho năng suất tốt, giá bán hợp lý nên trồng loại này có hiệu quả kinh tế cao. Trên thị trường, giá bán tới tay người tiêu dùng dao động 120-200.000 đồng một cân. Vì số nguồn cung ít nên số lượng hàng bán ra không đủ nhu cầu. Yeah.